Tại các chốt kiểm tra y tế thuộc địa phận huyện Hải Lăng và huyện Vĩnh Linh, đồng chí Hoàng Nam đề nghị các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần nỗ lực phấn đấu, đảm bảo 100% người dân đi qua địa bàn tỉnh đều phải khai báo y tế. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông để xây dựng, sử dụng phần mềm khai báo y tế của tỉnh Quảng Trị cho người dân và trực tiếp kết nối về thẳng với các trạm y tế xã phường tại các địa phương. Đối với mỗi người dân, bắt buộc phải sử dụng hai phần mềm khai báo y tế của tỉnh và trung ương. Đồng chí cũng yêu cầu lực lượng công an tại các chốt phải dừng tất cả các phương tiện khi đi vào tỉnh để thực hiện khai báo y tế, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Riêng tại tổ giám sát dịch tễ cộng đồng thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, đồng chí Hoàng Nam cho biết Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu những kinh nghiệm và có các giải pháp hiệu quả để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác phòng chống dịch. Và mong rằng các tổ giám sát dịch tễ cộng đồng sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo vệ sức khỏe cho người dân, vừa tập trung phát triển kinh tế.